Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Starfish VN4. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với dòng nguồn của Superflower. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm, đó là Bronze King Echo 500W. Thì cái dòng nguồn này đọc cái tên các bạn đã biết rồi, King Echo có nghĩa là siêu tiết kiệm. Nhưng mà cái dòng nguồn, tất cả dòng nguồn của Superflower đều được có chứng nhận của 80+. Và video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng nguồn có 80+ và dòng Bronze. Và liệu rằng này nó có mạnh hay là nó có gì đặc sắc hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video nhé. Trước hết mình sẽ nói sơ qua về chiếc hộp của sản phẩm này. Nhìn vào mặt trước các bạn sẽ thấy nó sẽ có tông màu đen làm chủ đạo và nó sẽ có màu vàng để làm điểm nhấn trên mặt sản phẩm. Phía mặt trước các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái hình con bướm. Mà con bướm này nó không phải là được khắc theo kiểu kim cương, mà nó sẽ là những cái mảnh và gác thành con bướm. Và bên đây nó sẽ có một cái dòng chữ Bronze King. Đây nó sẽ có các chức năng cũng như các công nghệ có mặt trên dòng nguồn này. Ví dụ như nó sẽ có 0 dB, rồi nó sẽ có Japan 105 độ C, FDP Fan. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về ba cái công nghệ nguồn ở đây trước nha. 0 dB thì các bạn cũng đọc, các bạn cũng hiểu rồi đó, là cái nguồn này gần như là nó quay không có tiếng ồn và nó cực kỳ là thích hợp cho những bạn nào mà hay chơi game buổi tối, bởi vì nó sẽ không làm phiền giấc ngủ của người khác. Đồng thời ở bên đây nó sẽ có một cái công nghệ Japan, thì đây cái nguồn này được cấu tạo hoàn toàn là bằng tụ nhật, và tụ nhật nó rất là bền, nó không giống như những cái nguồn mà của Trung Quốc, nó làm bằng tụ Trung Quốc và nó sẽ dùng lâu nó sẽ bị sụt áp này nọ. Còn cái nguồn này thì nó sẽ đảm bảo được cái việc đó. Và cái nguồn này nó có thể chịu được lên tới 105 độ C. Thì 105 độ C thì mình nghĩ là gần như là không ai mà dùng quá 101 độ C hoặc là 100 độ C nữa. Vì những cái pro của chúng ta, khi mà các bạn dùng mấy cái cạc đồ họa hay chơi game hoặc là render video luôn, thì gần như là nó không quá độ 105 độ C đâu. Và chỉ có các người mà ép xung các đồ họa này nọ, hoặc là họ làm những cái thao tác nặng thôi, mới cần đến 105 độ C này. Nên việc Superflower mà trang bị trên cái nguồn này thì gần như là mình rất là đồng ý. Và tiếp theo là công nghệ quạt FDP Fan. Thì cái quạt này là nó sẽ giúp cho cái quạt nó sẽ quay êm hơn và nó sẽ tiết kiệm điện. Thì đồng thời cái quạt này sẽ có hai ổ bi trong đây. Như đây sẽ có cái 500W, đây sẽ có logo Superflower và đây nó sẽ có chứng nhận của 80+. Về phía trên đầu hộp, các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái bảng. Thì cái bảng này nó sẽ chia làm hai loại, một cái công nghệ nổi bật và một cái công nghệ thường. Và công nghệ nổi bật nó sẽ được in đậm ở đây. Ví dụ như đây nó sẽ có công nghệ chống mồm, nó sẽ được tô đậm nè. Ở đây sẽ có một cái chứng nhận, thì cái chứng nhận này là những cái công nghệ bảo vệ của nguồn. Rồi tiếp theo nó sẽ có cái chứng nhận, đó là nguồn này có hỗ trợ những cái cạc đồ họa dòng cao. Rồi ở đây nó sẽ có một cái công nghệ quạt FDP. Phía bên góc này nó sẽ có một cái bảng luôn. Thì cái bảng này nó nói như sau, mình sẽ kể một số thứ mà nó nổi bật thôi nha. Ví dụ như cái bảng này nó sẽ có cái nguồn điện, ví dụ như 12V, đầu ra của nó sẽ đi mượt mà và nó sẽ không có bị gián đoạn làm cho cái nguồn của bạn hoạt động không tốt. Rồi nó sẽ có một cái công nghệ, những cái công nghệ bảo vệ nguồn thì mình đã nói rồi. Rồi nó sẽ có một cái phím nút on off, thì cái nút này nó sẽ có thể bấm được 2000 lần. Tiếp theo là cái nguồn này nó sẽ có thể chịu được 105 độ C, hay là cái nguồn này nó sẽ có cái cổng 6+2 pin, thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn kết nối điện cho cái cạc á, nó sẽ gắn vô đa dạng hơn. Bên này nó sẽ có một cái bảng nữa, thì cái bảng này nó sẽ nói là cái nguồn này sẽ nặng loanh quanh là 1,8 kg. Ngoài ra cái nguồn này nó sẽ có một cái dãy, thì cái dãy này là on 20%, rồi 50%, 100% gì đây. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn sơ về cái này cho các bạn hình dung được cái dòng này nha. Thì cái dòng này á, nó sẽ nói như sau. Ví dụ như cái máy tính của bạn sử dụng những cái tác vụ nhẹ là 20%, thì cái nguồn này nó sẽ hoạt động ở công suất là 80%. Còn các bạn chơi game hoặc là các bạn làm edit nhẹ nhẹ thôi, cái máy tính bạn hoạt động 50%, thì cái nguồn này nó sẽ hoạt động là 85%.
Rồi sau đó là khi mà các bạn làm những cái tác vụ gọi là maximum, ví dụ như là làm ra dựng phim bom tấn này nọ, cái nguồn này sẽ hoạt động ở mức là 82%. Rồi cái nguồn này nó sẽ có một cái quạt có kích thước là 120 mm, thì quy ra là 12 cm. Bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm Bronze King đến từ hãng Superpower để xem sẽ có những phụ kiện đi kèm là những gì. Mở hộp ra các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái bảng có cái logo Superpower ở đây. Ở đây các bạn sẽ thấy có cái tờ giấy được in chìm một cái cánh bướm Superpower rất là tinh tế. Ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái dây AC và cái chấu này thích hợp ở thị trường Việt Nam. Trước khi đến với nhân vật chính, mình sẽ giới thiệu sơ thì cái này là nó sẽ có bốn con ốc với lại bốn cái đồ để các bạn có thể làm cái dây nó gọn lại. Rồi thì đây là nhân vật chính được bọc trong một cái bao chống sốc ở đây. Đây là nhân vật chính, các bạn sẽ nhìn thấy một cái logo Superflower nhỏ ở chính giữa đây, đồng thời sẽ có bốn con ốc đây và mấy cái con ốc nhỏ nhìn trông rất là tinh tế. Phía bên trên nó sẽ có một cái mảng, thì cái mảng này các bạn có thể nhìn sâu bên trong, và ngoài ra là nó sẽ có các nút on off rồi nút eco, chế độ bật eco. Đây đây là cái khu vực để các bạn cắm cổng AC để lấy điện cho nguồn. Bên cạnh bên đây các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái logo của Superflower và nó sẽ được sơn tĩnh điện và nhìn trông rất là đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái dây, mình sẽ tháo cái dây kẽm ra và giới thiệu cho các bạn thêm hiểu thêm về dây của nguồn 500W này. Thì cái nguồn 500W này nó sẽ có dây, ví dụ đây là dây SATA, này dây SATA hết, này cũng là SATA luôn, nó sẽ cho mình dây SATA nhiều để cắm ổ cứng thì để có thêm bộ nhớ cho máy tính. Này là cũng là SATA, và đặc biệt là mình thấy có một cái dây, các bạn thấy dây này không? Thì ở đây mình thấy nó sẽ có một cái dây để cắm ổ cứng, thì dây này là hồi xưa mình dùng mấy cái ổ cứng và nó sẽ có một cái dây giống vậy này là sẽ kết nối với cái ổ cứng hồi xưa, thì mình khá là thích khi mà Superflower trang bị cho mình cái này bởi vì nó sẽ giúp đa dạng hơn cả ổ cứng. Ngoài ra mình sẽ có thêm một cái này là chắc chắn sẽ có rồi, đây là dây cung cấp điện cho main nên phải có, không là main sẽ không hoạt động được. Đây là dây cung cấp điện cho CPU, là nó sẽ có thể tách ra được 4 pin như 4 pin và khi ghép lại nó sẽ được 8 pin. Đây tiếp theo là mình có một cái dây kết nối với Vega, để mình tìm cái dây kết nối Vega. Thì đây là dây kết nối Vega, đây nó sẽ có cái chữ Vega này các bạn, và cái dây kết nối Vega này á nó sẽ có thể tách ra được 2 pin ra và khi nó ghép lại nó sẽ được 8 pin.